Ô, chị thấy em bảo em mới đi học mà, làm được rồi á? Ngon không? Ngon. Bây giờ này không có ai đâu, sang đi. Sang xem bánh của em như nào. Ui, nghe em nói thôi, chị đã thích không? Là gì? Bánh siêu vui mà. Ơ ô, ôi, chẳng nghe em làm bánh trang trí rán à? Không. Cái nhà như em phải như này, chẳng nghe rán nó bỏ vào à? Chắc phải như thế sao? Lúc em đi có không? Không. Đủ một đôi chị để chị đi tìm bút búa. Nè, chị kiểu gì hết rán nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, ngày xưa nhau có quả búa chứ. Ừ. Đây. Ừ. Mà chị cứ hại con này lắm. Ôi nhưng mà siêu nhân ơi, bây giờ đập con rán này á, phí cái bánh của siêu nhân làm á. Bắt ra. Bắt ra những rán bầu, cô đập đi, đập đi rồi tính chẳng. Để mấy con rắn chết tiệt này. Các người quá đáng, các người đã ăn mất cái bánh mà siêu nhân làm cho ra. Chúng mình là độc á. Dù, chúng mình nhà sẽ mang bọn đánh cái chắc. Nhưng mà chị tiếc cái bánh của siêu nhân quá. Để ngày mai em làm tiếp một cái bánh phủ luôn cả em sô-cô-la lên nhé. Thật á? Tính mụ của em siêu nhân quá. Nhớ nhớ, nhớ mai làm bánh cho chị nhớ. Ôi mày đã ăn hổ rồi đấy. Hồi, chị em mình mang cái này đứa rắc ấy. Trời, hôi lắm, rắn hôi lắm các bạn. Hồi lắm, nhặt đi. Ui, mày là sinh nhờ có quả búa. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.